Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu các bạn về hai siêu phẩm máy băm nhuyễn thương hiệu Takeo. Nhưng hôm nay hai kỹ thuật của Takeo sẽ băm thô cho các bạn để dành cho bò, trâu, dê, heo ăn được. Và bây giờ các bạn sẽ bật CB máy, khởi động và băm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.